Hơn một tuần sau thảm họa kép động đất sóng thần tại thành phố Palu của Indonesia, hiện nay tại một số khu vực trong thành phố Palu, quân đội Indonesia đã kiểm soát được an ninh. Lương thực không còn là vấn đề lớn với người dân Palu, tuy nhiên thì xăng lại vô cùng quý giá vì có phương tiện người dân mới có thể di chuyển đi lấy đồ trợ cấp của chính phủ. Tại các trạm xăng ở Palu thì luôn có hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn người dân xếp hàng chờ mua. Hôm nay, phóng viên VTC14 tiếp tục ghi lại những hình ảnh về cuộc sống sau thảm họa của người dân Palu để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ về những ảnh hưởng của thiên tai. Những gương mặt mệt mỏi trong nắng nóng. Dù vất vả, nhưng những người này vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Vì xăng giờ đây còn quý hơn vàng tại thành phố này. Anh Tabu đã xếp hàng 6 giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa đến lượt buôn xăng. Mục đích duy nhất của anh là làm sao đổ đầy chiếc bình này để có xăng chạy trong vài ngày tới. Thế nhưng dòng người vẫn còn dài và anh vẫn phải tiếp tục chờ đợi. Tôi đã xếp hàng rất lâu. Tôi muốn mua xăng về để chạy xe đi lấy đồ cứu trợ cho vợ con. Vì nhà tôi ở xa khu phát lương thực. Dọc phía sân trước trạm xăng là hàng nghìn người. Ai cũng cầm một can nhựa hoặc chai lọ để sẵn sàng chờ đến lượt. Xung quanh trạm xăng là lực quân đội trang bị vũ khí bao quanh để đảm bảo trật tự cho mọi người. Sau gần một ngày chờ đợi, bà Isa đã đổ được nửa can xăng để sử dụng. Tôi đã phải xếp hàng gần một ngày rồi mới có chỗ đổ xăng. Có xăng thì chồng tôi mới có thể đi lấy nước và đồ ăn cho cả gia đình. Xăng ở Palu giờ là thứ cần nhất, sau đó mới đến lương thực, thực phẩm và nước uống. Chỉ đến ngày hôm qua, cây xăng này mới hoạt động trở lại. Trước đó, nó đã bị đóng cửa từ ngày 28 tháng 9 sau trận động đất và sóng thần. Tuy nhiên, giá xăng cũng được bán với giá cao hơn, khoảng 18.000 rupee một lít, hơn 10.000 rupee so với thời điểm trước khi thảm họa xảy ra. Tôi chỉ mong các cây xăng sớm hoạt động trở lại, xếp hàng rất mệt mỏi. Nhưng không có xăng tôi không thể làm gì được, dù phải đợi bao lâu tôi cũng đợi. Sau thảm họa sóng thần, nhiều cây xăng bị đổ sập, chính quyền sử dụng các xe bồn thu gom xăng dầu tập trung về những cây xăng còn khả năng sử dụng để phân phối cho người dân. Về cơ bản, chính quyền thành phố đang làm tốt việc quản lý và phân phối xăng cho người dân, không để xảy ra tình trạng hỗn loạn, tranh cướp. Hiện chỉ có 4 cây xăng tại thành phố Palu hoạt động, chính vì thế cảnh tượng xếp hàng và chờ đợi sẽ còn lặp lại trong thời gian tới. Theo thông tin mới cập nhật từ cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia, số người chết do thảm họa kép động đất sóng thần tại tỉnh Sulawesi đã tăng lên đến 1.763 người. Hơn 5.000 người được cho là vẫn còn mất tích trong bối cảnh các nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ đang được tiếp tục tiến hành. Dự kiến số người chết và thiệt hại sẽ còn tăng trong bối cảnh lực lượng cứu hộ vẫn chạy đua với thời gian, đào bới các đống đổ nát với hy vọng tìm kiếm thêm những người mất tích. Chính quyền Indonesia đã bày tỏ lòng biết ơn đối với khoản viện trợ của cộng đồng quốc tế, đồng thời cho biết số tiền thu được sẽ được sử dụng cho công tác cứu trợ và tái thiết khẩn trương các khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai. Hiện tại, khoản đóng góp của Venezuela đang dẫn đầu danh sách với 10 triệu đô la Mỹ. Giới chức Indonesia cũng cho biết chính phủ nước này sẽ giám sát chặt chẽ cũng như đảm bảo nguồn thực phẩm cứu trợ đến tay những người dân đang phải sống trong cảnh tạm bợ, thiếu thốn.